xem video của Khánh, Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tính, quận 12, chuyên phân phối các dòng xe tải Hino. Thì quay trở lại video ngày hôm nay, thì trước mắt anh em đây là một cái mẫu phiên bản xe Hino muôn vàng, và hiện tại đây là dòng tải trọng cho phép chở của nó là 6,5 tấn, thùng dài 6,7 m nha anh em. Và ra là đây là một mẫu khá là được quý khách hàng cũng như là doanh nghiệp vào những dịp cuối năm quý 4 2020. Thì hiện tại xe đã hoàn thiện xong và ngày mai thì bên Khánh sẽ chuẩn bị đi đăng ký đăng kiểm cho khách hàng, đó là anh Nguyễn Anh Tấn ở khu vực Bắc. Thì anh cũng đã tin tưởng ủng hộ và sản phẩm bên dòng sản phẩm xe tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính bên Khánh. Thì hôm nay Khánh sẽ đi công bố cho anh em về cái mức giá anh em có thể bỏ ra để sở hữu cái phiên bản xe Hino 6,5 tấn này. Thì hiện tại vào quý 4 2020, dòng xe này nó đang có chương trình khuyến mãi, đó là 50% thế trước bạ theo quy định của chính phủ. Thứ hai là nó đang có chương trình khuyến mãi là 20 triệu trên dòng xe Hino FC, tất cả các phiên bản Hino FC như xe FC đóng FGS, xe bồn, xe ben, hoặc là xe Hino thùng 6,8 tấn, thùng dài 5,6 m. 6,5 tấn, đây là phiên bản 6,5 tấn, thùng dài 6,7 m, và phiên bản 6,2 tấn cũng thùng 7,2 m nha anh em. Thì hôm nay anh em hãy cùng Khánh đi chi tiết về cái chương trình khuyến mãi và cái giá anh em bỏ ra để sở hữu phiên bản này, cũng như là kết cấu thùng hiện tại bên Hino Đại Phát Tính Khánh đóng thùng tiêu chuẩn cho khách hàng, và màu sơn thùng thì theo màu sơn của khách hàng luôn. Thì anh em có thể yêu cầu màu sơn khi làm việc và trao đổi trực tiếp với Khánh, thì Khánh sẽ tư vấn và giải đáp cho anh em một cách chi tiết hơn. Thì hiện tại cái phiên bản xe Hino FC 6,5 tấn thùng 6,7 m này, khách hàng anh Tuấn yêu cầu đóng là thùng tiêu chuẩn nha anh em. Thì thùng tiêu chuẩn nó sẽ gồm những chi tiết nào thì Khánh sẽ đi chi tiết hơn cho anh em, là về phần cản hông nè. Anh em có thể thấy cản hông là cản thép và hộp là 30-60, cản phía sau sử dụng là cản cũng là thép luôn. Đó là với hai màu sơn, đó là màu vàng cũng như là màu đen bên đặc trưng bên Hino Đại Phát Tính Khánh. Về phần thùng thì nó sẽ đi những cái cơ bản từ phần đầu cho tới phần đuôi, thì anh em có thể thấy chi tiết hơn thì Khánh sẽ đi tổng quan cho anh em xem đây. Về phần vách trước cũng như là xương vách trước thì hiện tại bên Khánh sử dụng là sắt cho khách hàng. Sắt hiện tại là vách trước có độ dày là 1,5 ly và để phẳng nha anh em. Còn anh em inox thì có thể dập lá me. Về khung xương hiện tại khung xương vách trước là hộp 40-40. Về phần trụ hiện tại bên Khánh sử dụng cho khách hàng là trụ dập nha, trụ thép dập. Và khung bao sàn đó là sắt luôn. Về bản lề cũng như là khóa ton sẽ là sắt cho quý khách hàng. Về khung bao bẩn hiện tại anh em có thể thấy là sắt luôn em, có độ dày khá là dày. Về phần khung bao sàn hiện tại là sử dụng là 4 ly nha. Theo tiêu chuẩn anh em có thể sử dụng kẹp thước để đo luôn. Và trụ hiện tại sử dụng cũng là 4 ly. Phía trước và phía sau là sử dụng U100. Về vách bẩn hiện tại bên Khánh sử dụng đó là inox nha anh em. Inox dập anh em có thể thấy khá là chắc chắn và cứng cáp luôn. Về phần trụ giữa đây, trụ giữa hiện tại bên Khánh sử dụng khá là to, đó là U140 nha anh em. Khá là dày và độ dày nó khá là dày luôn, lên đến 4 ly. Đây là phía sau trụ giữa luôn, U140. Và trụ phía sau U100. Về phần khung bao phía sau anh em có thể thấy đây, khung bao sàn phía sau bên Khánh sử dụng cho quý khách hàng đó là sắt dập luôn nha anh em. Vỉ thì hiện tại cũng có thể mở vỉ hoặc mở cửa cho anh em tùy vào nhu cầu của anh em, thì bên Khánh có thể đáp ứng. Khi mà anh trao đổi với anh em thì Khánh sẽ tư vấn chi tiết hơn. Và đây là bên trong thùng, anh em có thể thấy bên trong thùng nó khá là tối. Về khung xung chuồng heo hiện tại bên Khánh sử dụng đó là y bằng sắt hợp luôn, 40-40 cho quý khách hàng nha. Về phần thùng hiện tại thì bên Khánh bảo hành cho quý khách hàng là 1 năm, được sản xuất tháng 10 2020, bảo hành 1 năm là tháng 10 2021 nha anh em. Mẫu model là FC9ZLTC mua bạc, và bảo hành tại cái hai trạm bảo dưỡng của Hino, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính ở địa chỉ 333 Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau, và ở địa chỉ là 1286 quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12. Về phía dưới đây là về phần đà dọc cũng như là đà ngang. Hiện tại thì Khánh quay khá là muộn vào dịp buổi tối, nên hiện tại thì chỉ có thể quay về bên ngoài phần thùng cho anh em xem thôi. Tại vì xe ngày mai thì cũng tranh thủ đi đăng ký đăng kiểm và giao cho khách hàng.
Đấy, về phần bạc phủ thì anh em có thể thấy bạc phủ nó là bạc 5 mảnh. Bên Khánh làm cho quý khách hàng là 5 mảnh nha. Hai bạc hông, bạc trước sau và một bạc phủ phía trên là bạc lớn nha anh em. Đấy. Về cái mức hỗ trợ thì hiện tại thùng Miu tôi mua bạc sắt thì lại anh em có thể trả trước. Sau đó rơi tầm là anh em có thể trả trước từ 180 triệu cho tới 250 triệu. Thì tùy vào cái tài chính cũng như là cái lượng nguồn hàng tài chính của quý khách hàng thì sẽ tư vấn và trao đổi chi tiết hơn cho anh em. Đấy, còn về lãi suất thì hiện tại về ngân hàng Hinomoto Việt Nam Minh Khánh đang có lãi suất khá là ưu đãi cho khách hàng. Nó rơi khoảng 0,6% trên tháng. Hoặc là anh em có thể vay những ngân hàng bên ngoài. Thì ngân hàng tùy thuộc vào anh em. Thì cái mức hỗ trợ của nó hiện tại là từ 70% cho tới 85%. Và cái những cái lãi suất ngân hàng của các ngân hàng khác thì hiện tại nó rơi đâu đó tầm khoảng 0,7% trên tháng nha anh em. Nó khá là ưu đãi cho quý khách hàng doanh nghiệp cũng như là cá nhân. Đấy, trên một cái phiên bản xe Hino FC thuộc phân khúc series 500, đó là FC9ZLTC, cabin thiết kế khá là đẹp và bắt mắt. Trên phiên bản này thì anh em nào có nhu cầu mà muốn đầu tư dòng xe Hino FC này thì hãy liên hệ với Khánh qua số hotline 0938285259, cái đề trên màn hình, thì Khánh sẽ tư vấn chi tiết và giải đáp cho anh em những thắc mắc về dòng xe từ 1,5 tấn cho tới 15 tấn kể cả đầu tư, đầu kéo. Và ngoài ra có thể hỗ trợ cho anh em về vấn đề kỹ thuật, những lỗi thiết bị trên đèn cảnh báo. Và về xe thì hiện tại có thể hỗ trợ cho anh em về vấn đề như hiện tại là về bảo trì, bảo dưỡng hoặc là phụ tùng chính hãng của Hino nha anh em. Thì cứ liên hệ với Khánh thì Khánh sẽ gọi điện tư vấn cũng như là sẽ báo giá chi tiết hơn cho anh em. Đấy, thì Khánh cũng vừa giới thiệu cho anh em về cái mẫu phiên bản xe Hino FC thuộc phân khúc series 500. Và tải trọng cho phép chở của nó hiện tại là 6,5 tấn, thùng 6,7 m. Cũng như là báo cho anh em về cái mức giá trả góp và cái lãi suất ngân hàng hỗ trợ và thời gian vay cho anh em. Thì anh em cảm thấy hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh. Thì Khánh sẽ tư vấn cũng như là giải đáp và làm nhiều video về dòng xe Hino hơn cho anh em xem và tham khảo qua. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé.